Xin kính chào quý vị và các bạn. Sóng lạnh cuối mùa xuống sẽ khiến cho các điểm du lịch miền Bắc chuyển mát trong ngày thứ sáu. Dự báo trời có mưa bất chợt với lượng không lớn và rất nhanh. Nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố phổ biến trong khoảng từ 26 đến 29 độ, thậm chí ở vùng núi như Lạng Sơn, trời lạnh, 23 độ. Mức nhiệt mát sẽ duy trì ở thủ đô Hà Nội trong cả 3 ngày cuối tuần. Mát nhất là ngày thứ sáu, 26 độ, sang đến 2 ngày sau đó nhiệt độ nhích nhẹ lên mức 28 độ, nhưng không khí vẫn dễ chịu. Đến thủ đô Hà Nội dịp này thì nhiều người ví von cảm nhận thời tiết không khác gì những ngày thu. Quý vị nên tranh thủ dạo phố phường để tận hưởng bầu không khí dịu mát này. Các điểm đến ở Trung Bộ thì cũng chịu ảnh hưởng của sóng lạnh. Trong ngày thứ sáu, khả năng có mưa vừa, mưa to đến rất to, từ Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế, có nơi lượng mưa còn vượt 80mm. Còn từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận thì cũng có mưa về chiều tối ngày thứ sáu, có nơi là mưa trên 50mm. Quý vị cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại thành phố biển Phan Thiết, mưa dông có thể xuất hiện về chiều tối ngày thứ sáu. Thời tiết 3 ngày tới ban ngày, trời chủ đạo là nắng, thuận lợi cho các hoạt động du lịch, vui chơi. Không khí nhìn chung dễ chịu, với nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ không vượt quá 32 độ. Còn về chiều tối và đêm, nhiệt độ hạ xuống mức là từ 24 cho đến 25 độ, trời mát. Xu hướng ngày nắng, chiều tối có mưa dông cũng sẽ xuất hiện ở thành phố Đà Lạt. Quý vị cũng nên lưu ý là các hoạt động đi chơi ban ngày khi mà trời có nắng, không khí cũng mát khi mà nhiệt độ khoảng là từ 25 đến 26 độ. Phải đến ngày Chủ nhật thì trời mới giảm hẳn mưa, nắng nhiều, nhiệt độ cũng tăng nhẹ lên mức là 27 độ. Kết thúc bản tin sẽ là phần dự báo cho các điểm đến du lịch khác trên cả nước.